em đến từ Sóc Đồ Đông Sơn. Thì các bác có thể thấy đây là cái bức tượng là Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì hôm nay em sẽ nói cho các bác về cái ý nghĩa của cái bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát này. Cái thứ hai là em sẽ đo cho các bác cái chiều cao và cái chiều rộng và cái cân nặng cho các bác biết được cái kích thước của cái bức tượng này. Bức tượng này là khá là to, khách của em đặt nha các bác. Và khách của em là thích cái màu đen đồng này. Thì cái màu này các bác có thể thấy đây, đây là có một cái màu đen và cái viền đấy có những cái chỗ nó màu vàng và màu đen vàng đấy, gọi là màu đen đồng, màu đồng đấy nha các bác. Thì đây em sẽ quay chi tiết cho các bác luôn nhá. Đây là cái bức tượng nha các bác. Đây thì em sẽ đọc sơ qua cho bác thì cái tượng Quan Âm Bồ Tát có những cái ý nghĩa gì cho các bác tìm hiểu nhé. Theo tượng Quan Âm Bồ Tát là biểu tượng cho điềm lành, lòng từ bi, bác ái, hướng thiện, hướng Phật, hóa giải hung khí, đem lại bình an, giải trừ tai ách cho gia chủ đấy nha các bác, giải trừ tai ách cho gia chủ. Vì thế hình ảnh Phật Quan Âm trong phong thủy quan trọng nhất đó chính là khuôn mặt. Hình tượng Quan Âm tự tại phải thể hiện được nét mặt từ bi hiền hậu, khi nhìn vào có cảm giác dễ chịu, an lành. Tí này em sẽ quay cận cảnh cho các bác về cái bức tượng này nhé. Phật Quan Âm được tạc bằng nhiều chất liệu khác nhau, ngọc, đá quý, đồng vàng, thạch cao. Nhưng để lưu giữ vẻ đẹp nguyên thủy thì nên dùng bằng đồng nha các bác. Thì bằng đồng thì được dùng bền lâu và có cái sự để được rất là lâu ở trong đây. Hơn đá, hơn cả đá và cả bê tông nha các bác. Đấy. Thì sau đây em sẽ đo cho các bác về cái kích thước của cái bức tượng này nhé. Đây em sẽ đo luôn cho các bác luôn về cái kích thước của cái bức tượng này. Cái bức tượng này là cao là tầm là khoảng đây em sẽ đo bác tầm 43-44 đấy, 44 cm đây đấy, tầm 43-44 nha các bác. Đấy về cái chiều ngang, đây về cái chiều ngang thì em sẽ để đây, nên em đo dưới đây luôn là tầm là khoảng là 25 chiều ngang là dưới đế đây tầm là khoảng 25 nha các bác, 25 đấy. Còn chiều ngang cái trên cái tựa chỗ Phật ngồi là tầm là khoảng là 20, tầm là khoảng 23 nha các bác, 20-23 đó, tầm khoảng đấy. Về cái cân nặng của bức tượng này đây, các bác có thấy rõ cái cân không? Đây em sẽ cân luôn cho các bác xem luôn. Là cái bức tượng này có tổng cân là tầm là 9 kg, tầm 9 kg nha bác, tùy loại tượng đó, được điêu khắc bằng tay mà, nên là có tượng nó hơn có tượng nó xuống, chênh lệch cũng nhiều. Đây nha các bác, em sẽ quay cận cảnh cho các bác luôn về cái bức tượng này. Đây nha các bác. Đấy, khuôn mặt rất là từ bi. Đây là tượng Quan Âm. Đấy, chi tiết sắc nét đều rất là ok. Các bác thích màu gì đều có màu đấy cho các bác. Đây, các bác xem khuôn mặt rất là hiền lành đúng không? Rất là có lòng từ bi ở trong đây. Và tay. Đấy, mọi chi tiết đều rất là sắc nét. Hàng mừng đây là đồ bằng đồng. Đấy, dưới chân này có các cái họa tiết và những cái nếp áo đều được điêu khắc rõ ràng. Đây nha các bác, đều được điêu khắc rất là rõ ràng ở trong đây. Còn mặt sau
các bác có thể mang về làm cúng hoặc là để trưng, mang lại những cái sự may mắn khác nhau. Về mặt sau từ cái nếp áo đều rất là trơn, đây những phần mặt trơn tru và có những cái nếp áo nha các bạn, rất là đẹp. Còn phần đây thì cũng như vậy thôi, cũng giống như mặt trước đấy nha các bác. Em đã quay xong cho các bác. Các bác đã xem video của em, thì các bác nào mà thích cái bức tượng này hay muốn đặt bức tượng này thì cứ liên hệ qua em qua số điện thoại 0963 378 563. Em sẽ tư vấn cho các bác những cái mẫu tượng mà các bác thích nhất và cái màu theo sở thích của các bác. Các bác thích màu vàng cũng có và màu đen này cũng có, tùy mỗi bác mỗi cái cách mà nha các bác. Em chào các bác nhé.